Midjourney là một trong những AI tạo hình ảnh tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, nếu bạn chưa sẵn sàng bỏ ra $10 là mức phí thấp nhất để sử dụng công cụ này, thì đây là các AI tạo hình ảnh miễn phí cho bạn. Xin chào các bạn. Mình là Tuấn, đến từ website nghecongso.com và chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu các công cụ AI tạo hình ảnh miễn phí. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với công cụ của nhà Microsoft là Copilot. Đây là một trong những công cụ tạo hình ảnh AI sử dụng nền tảng DALL-E khá nổi tiếng. Với công cụ này, bạn sẽ có 15 lượt tạo hình ảnh miễn phí mỗi ngày và sau 24 giờ sẽ tự động reset lại, nên bạn có thể sử dụng miễn phí. Tuy nhiên, nhược điểm của công cụ này hiện tại là chỉ tạo được hình ảnh theo tỷ lệ vuông 1:1. Mình thử một số prompt. Đầu tiên là hình ảnh theo style Pixar với một người đàn ông đang ngồi trong một rạp chiếu phim. Đây là thành quả. Kết quả nhìn cũng khá ok. Tiếp theo mình sẽ thử một prompt khác để tạo hình anime. Đôi khi hình ảnh tạo ra cũng khá hài hước, như trong prompt này. Mình không có mô tả gì về hình ảnh cô gái, nhưng mà hình tạo ra nhìn khá hài hước. Mình sẽ thử một prompt cuối dạng một ảnh chụp thật về trái bắp. Chất lượng dạng ảnh này nhìn khá ảo và chưa so sánh được với Midjourney. Tuy nhiên, đây cũng là một lựa chọn để bạn có thể bắt đầu với kinh phí bằng không. Chúng ta sẽ qua công cụ thứ hai của nhà Adobe tên Firefly. Đây là một công cụ cho phép bạn có thể tạo hình ảnh từ văn bản, cũng như có tính năng Generative AI cho phép chỉnh sửa các hình ảnh mình tải lên. Công cụ này cũng cho phép bạn tạo 25 hình ảnh trong một tháng. Để sử dụng thì bạn chỉ cần vào website Firefly. Các đường link của các công cụ trong video này mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới video. Bạn điền prompt vào đây. Sau đó có thể tùy chỉnh các thông số. General setting, bạn có thể chọn tỷ lệ hình ảnh ở mục aspect ratio. Cũng như bạn có thể chọn mẫu để tham khảo về cấu trúc hình ảnh sẽ tạo ra ở mục structure. Ở mục style chúng ta cũng có thể điều chỉnh để Firefly tham khảo phong cách hình ảnh tạo ra. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn thêm các effect với các hiệu ứng dành cho hình ảnh. Cũng như tùy chỉnh màu sắc, ánh sáng hay góc camera. Mình sẽ thử một số prompt trong Firefly để xem kết quả như thế nào nhé. AI tạo hình ảnh miễn phí tiếp theo không thể không nhắc đến là Leonardo AI. Công cụ này cho bạn 150 credits trong một ngày để tạo ảnh và sẽ reset hàng ngày. Để sử dụng, bạn vào Leonardo AI, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Gmail, chọn Image Generation. Sau đó chúng ta có thể chọn các tùy chỉnh ở đây, ví dụ như số lượng hình ảnh sẽ tạo ra, tùy chỉnh các thông số để tạo ra hình ảnh, tỷ lệ hình ảnh hoặc các thông số khác, ví dụ như là kích thước hình ảnh. Còn ở mục Prompt, bạn sẽ gõ Prompt vào đây. Ở mục Model, chúng ta có thể sử dụng các model có sẵn ở đây. Bạn có thể thử sử dụng các model này. Mình sẽ thường chọn Albedo Base XL như thế này. Chúng ta cũng có thể điền Negative Prompt vào mục này để loại bỏ các thành phần không mong muốn. Sau khi tùy chỉnh hết thì bạn bấm vào Generate. Ok, mình cũng sẽ thử một số prompt để tạo hình ảnh. Mình thấy chất lượng các hình ảnh tạo ra dạng hoạt hình ở Leonardo khá đẹp. Hơn nữa, nó còn có thể sử dụng miễn phí.
Nếu như bạn muốn tạo các hình ảnh theo dạng model có sẵn, như trong Stable Diffusion, thì có thể thử OpenArt AI. Đây là một công cụ mình thấy cũng khá hay. Nó có thể tạo hình ảnh theo các dạng model có sẵn. Nếu như bạn không biết về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể tạo hình ảnh được theo những các model có sẵn đó. Công cụ này cũng cho phép bạn sử dụng miễn phí 50 credits. Bạn chỉ cần đăng nhập vào Gmail, sau đó chọn Create Image. Bạn cũng có thể chọn lại model ở đây, đồng thời điền prompt và negative prompt ở phần này. Ở mục Prompt Adherence, Swift Scale, bạn có thể điều chỉnh các con số. Mục này sẽ có ý nghĩa là model sẽ tuân thủ nghiêm ngặt với câu prompt như thế nào. Con số càng thấp cho phép AI sáng tạo hơn, trong khi con số cao hơn buộc nó phải tuân theo prompt nhiều hơn. Ở mục Image Guidance, bạn cũng có thể tùy chỉnh nhiều hơn như chọn hình ảnh gốc để tạo thành hình ảnh mới, hoặc theo hình tạo dáng của nhân vật, bố cục hình ảnh, phong cách muốn AI tham khảo, gương mặt nhân vật và nhiều thứ khác nữa. Sau khi tùy chỉnh xong, thì chỉ cần create là được. Một công cụ khác cũng tương tự OpenArt là Shaker AI. Nó cũng có các models được tùy chỉnh sẵn và cho phép bạn 200 tokens sử dụng miễn phí mỗi ngày. Bạn có thể tìm kiếm các model ở đây. Sau khi chọn được model ưng ý, bạn chỉ cần nhấp vào model đó, sau đó chọn Run Model. Bạn sẽ điền prompt ở đây, cũng như điền các negative prompt. Nếu bạn không biết điền như thế nào, thì bạn có thể tham khảo các prompt có sẵn trong từng model. Sau đó, bạn có thể chọn kích thước hình ảnh và số lượng hình ảnh bạn muốn tạo. Sau đó, bấm Generate. Công cụ AI này mình thấy cũng khá thú vị, vì có nhiều model để bạn có thể sử dụng. Chất lượng của các hình ảnh được tạo ra mình thấy cũng khá cao. Chúng ta sẽ cùng thử một số model và các prompt nhé. Các kết quả tạo ra rất tốt. Một công cụ khác để bạn có thể sử dụng miễn phí đó là PicsArt. Bạn chỉ cần điền prompt vào mục này. Sau đó chúng ta sẽ vào và tùy chỉnh các thông số như tỷ lệ hình ảnh, style hình ảnh. Và sau đó chỉ cần bấm Generate Images là được. Mình sẽ thử một số prompt. Công cụ AI tạo hình ảnh miễn phí cuối cùng trong video ngày hôm nay là iPic AI. Đây là một công cụ cho phép bạn sử dụng thử miễn phí. Và bạn có thể tạo được lên đến một ngàn hình ảnh miễn phí. Với công cụ này, thì chúng ta cũng chỉ cần gõ prompt, sau đó chọn loại model giống như trong công cụ ở trên, sau đó chọn kích thước hình ảnh và sau đó bấm generate để tạo hình ảnh thôi. Ok. Và đó là một số công cụ AI tạo hình ảnh miễn phí mà bạn có thể sử dụng để mà bắt đầu cho việc tạo hình ảnh của mình. Các bạn có thể bắt đầu sử dụng các công cụ này để tạo hình ảnh, xây các kênh. Sau khi thử nghiệm, nếu bạn thấy thích, có thể mua các gói premium ở các công cụ đó hoặc sử dụng tài khoản tại Midjourney. Nếu bạn đang tìm kiếm khóa AI về tạo hình ảnh, làm video để xây kênh hoặc giải quyết theo case study của bạn, thì có thể tham khảo khóa AI của mình ở phần mô tả của video nhé. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhớ subscribe kênh, follow Facebook của Tuấn, cũng như cập nhật các bài viết, video mới tại website ngaycongso.com để nhận nhiều chia sẻ về AI thú vị và hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.